Trinh xin kính chào quý vị. Mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC ngày 21 tháng 10 trên kênh FBNC. Phần đầu tiên của bản tin sẽ bao gồm các nội dung nổi bật sau đây. Bộ Công Thương công bố danh sách 30 dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Lương lao động Việt Nam có thể tăng 3% nếu hiệp định thương mại Việt Nam-EU có hiệu lực. Chính phủ dự kiến chi hơn 10 triệu tỷ đồng tái cơ cấu nền kinh tế. Vị trong báo cáo Quốc hội về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết chính phủ sẽ huy động nguồn lực thực hiện kế hoạch này với kinh phí dự kiến vào khoảng hơn 10 triệu tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, chính phủ đề ra 10 nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế có tính ưu tiên cao, cần được tập trung nguồn lực thực hiện. Theo đó, hàng đầu là cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân ở cả cấp trung ương và địa phương. Theo đó, chính phủ dự kiến huy động khoảng 10,57 triệu tỷ đồng, thành lập tổ công tác thi hành tái cơ cấu kinh tế ở trung ương, ngành và địa phương nhằm hỗ trợ, theo dõi, đánh giá và đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Thẩm tra kế hoạch nêu trên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng, từ đó mới có căn cứ để định hướng tái cơ cấu kinh tế 5 năm tới. Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị cơ cấu lại cả cơ quan quản lý, bao gồm Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Thưa quý vị, mới đây, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cho biết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA khi có hiệu lực không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch giao thương giữa hai phía mà còn có thể gia tăng mức lương lao động của Việt Nam thêm 3% so với hiện nay. Theo đánh giá của Eurocharm, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFTA có hiệu lực sẽ thúc đẩy kim ngạch giao thương giữa Việt Nam và EU tăng 50% so với hiện nay. Theo đó, mức lương bình quân của lao động Việt Nam cũng có thể tăng thêm 3% nhờ tác động từ hiệp định này. EVFTA hiện đang trong quá trình rà soát pháp lý, sau đó đến phần dịch thuật. Các nhà đàm phán mong muốn hiệp định sớm được phê chuẩn theo lộ trình để chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2018. Đón đầu cơ hội từ EVFTA, phía Eurocharm cũng đang xúc tiến mở thêm văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng, nâng số văn phòng của tổ chức này tại Việt Nam lên 3 địa điểm, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các văn phòng này tập trung hỗ trợ doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, tận dụng các lợi ích mà EVFTA đem lại. Bộ Công Thương mới đây đã công bố danh sách 30 dự án nhiệt điện, hóa chất, thủy điện, khai thác khoáng sản nằm trong nhóm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành luật bảo vệ môi trường. Danh sách được Bộ Công Thương công bố bao gồm một số dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp làm đầu mối tổ chức các hoạt động giám sát đặc biệt với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo danh sách trên, đảm bảo giải quyết dứt điểm, hiệu quả các tồn tại cũng như chấp hành nghiêm túc, đầy đủ pháp luật nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2016-2017. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp thuộc Bộ kiên quyết từ chối đầu tư các dự án có công nghệ tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải, cải thiện môi trường. Thưa quý vị, theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Tĩnh, thì đợt mưa lũ vừa qua đã làm ngập hơn 30.000 căn nhà và hàng chục ngàn công trình tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại thì nước lũ đã rút hết tại hầu hết các điểm, nhưng cơ quan chức năng đang cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ. Theo số liệu của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lũ vừa qua tỉnh này có hơn 30.000 ngôi nhà, 13.230 giếng, 24 trạm y tế xã và 12.000 công trình vệ sinh ngập. Tính đến ngày 20 tháng 10, nước lũ đã rút tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Riêng hai xã bị ngập sâu nhất là Phương Điền, Phương Mỹ, huyện Hương Khê. Giao thông vẫn còn bị cô lập, chỉ có thể di chuyển được bằng thuyền. Vốn quen với bão lũ mỗi năm, mỗi ngôi nhà ở đây đều xây thêm chạn trên nóc hoặc có thêm ngôi nhà vượt lũ thế này. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, năm nay lũ về quá nhanh, người dân không kịp chuẩn bị và di tản tài sản nên thiệt hại nặng nề hơn. Hiện nhiều đoàn cứu trợ từ cơ quan chức năng, tổ chức từ thiện và nhóm các cá nhân đã vận chuyển mì gói, nước uống cho người dân. Tuy nhiên, do 100% giếng nước, bể chứa nước tại đây đã bị ngập trong nước lũ, nên người dân đang rất thiếu nước sạch để sinh hoạt. Nếu không xử lý tốt, sau lũ rất dễ bùng phát các loại dịch bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, sốt xuất huyết. Hiện Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 7.100 viên chloramin B, 357 kg bột chloramin B và 3.600 viên Aquatas cho huyện Hương Khê để xử lý nước, phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatax công bố nhiều mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu về hàm lượng arsen, các hiệp hội nước mắm truyền thống vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý việc công bố thông tin không phù hợp của Vinatax. Văn bản kiến nghị được đưa ra sau cuộc họp ngày 20 tháng 10 với sự chủ trì của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và các hiệp hội sản xuất nước mắm truyền thống, bao gồm Hội nước mắm Phú Quốc, Hội nước mắm Phan Thiết, Hội nước mắm Nha Trang, Hội lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cùng với một số doanh nghiệp sản xuất nước mắm ở miền Bắc. Theo đó, thì các hiệp hội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độ gây thiệt hại của thông cáo báo chí của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Vinatax đưa ra vào ngày 17 tháng 10 vừa qua đối với ngành sản xuất nước mắm truyền thống và có biện pháp xử lý phù hợp. Chỉ đạo các bộ liên quan kiểm tra và xử phạt nghiêm hành vi phát tán trái phép danh sách các nhãn hàng nước mắm có hàm lượng arsen thực chất là không gây hại, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi quảng cáo không đúng. Các hiệp hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan công bố trên các địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc arsen hữu cơ có mặt trong nước mắm không gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng, chuyển việc soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm từ Bộ Y tế sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để phù hợp với chuyên môn, đồng thời thúc đẩy việc ban hành nhanh chóng quy chuẩn kỹ thuật này. Trước đó, thì Vinatax đã công bố kết quả khảo sát có đến 67,33% mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu arsen, một loại á kim cực độc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì arsen này tồn tại trong nước mắm là arsen hữu cơ và không gây độc. Thông tin này, theo các hiệp hội nước mắm, thì đã gây không ít thiệt hại cho ngành. Và tiếp nối đến chuyên mục Mỗi ngày một con số của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến con số là 40 tỷ đô la. Đây là số tiền dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Thưa quý vị, trong báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 được trình ở kỳ họp Quốc hội, thì dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt trên 40 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay. Trong thời gian gần đây, cụ thể là trong 18 tháng, dự trữ ngoại hối đã có xu hướng tích lũy, con số này đã tăng khoảng 5 tỷ đô la. Cách đây 3 năm, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra số liệu Việt Nam có khoảng 32 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Trong hệ thống ngân hàng, nợ xấu tiếp tục được xử lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống. Tín dụng đối với nền kinh tế đến nay đã tăng 11,24%. Một số tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay khoảng từ 0,5 đến 1,5% một năm. Trước con số này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng trong 9 tháng qua của năm 2016, Chính phủ đã quản lý chặt chẽ, chống thất thu ngân sách, chuyển giá, giảm nợ động thuế và tăng cường kiểm soát tiết kiệm chi ngân sách. Thưa quý vị, sau đây sẽ là các tin tức nổi bật có trong phần tin châu Á. Dư luận châu Á quan ngại về Donald Trump sau vòng tranh luận trực tiếp cuối cùng. Tổng thống Philippines sẽ không bàn về căng thẳng trên Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc.